Chào tất cả các bạn, mình là Võ Gia Hưng, học sinh lớp 8A1 trường trung học cơ sở Hậu Tây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn di tích núi Chéo, một địa chỉ văn hóa của Hội An. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Những năm qua, huyện Hội An đã có nhiều nỗ lực trong giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử vào đời sống hiện đại. Khu di tích lịch sử núi Chéo là một ví dụ sống động. Núi Chéo, địa danh lịch sử nằm ở Hội An và Phú Vang, xã An Thạnh, có độ cao trên 780m so với mực nước biển, nằm án ngữ ngã ba nơi hai dòng sông Kim Sơn và An Lão hội tụ thành dòng Lại Giang đổ xuống Hoài Nhơn. Di tích này nằm gần cách trục tỉnh lộ số 629 từ Bồng Sơn đi An Lão và số 630 từ cầu Dợi đi Kim Sơn, đồng thời chắn giữa tuyến đường liên xã nối liền huyện lỵ Hoài An với các xã An Thạnh, An Tiến, An Mỹ, An Hậu Đông, An Hậu Tây. Thời chống Mỹ, núi Chéo là một trong những địa điểm có vị trí chiến lược quan trọng. Do vậy, từ năm 1964, địch đã chiếm đóng và xây dựng núi Chéo thành chốt điểm quân sự nhằm khống chế khu vực rộng lớn cả phía nam Hoài Nhơn, bắc Hoài An và mở lên vùng núi An Lão phía tây. Chính vì vậy, trong giai đoạn năm 1972 đến năm 1975, sư đoàn Sao Vàng và quân dân Hoài An đã mở nhiều đợt chiến đấu, đánh chiếm, kiên quyết giữ chốt núi Chéo. Nơi đây trở thành điểm nóng trong cuộc chiến đầy cam go, 1000 ngày chống phản kích, giữ vùng giải phóng Hoài An. Núi Chéo đã đi vào lịch sử một cách hào hùng, và ngày nay, di tích này đã trở thành một địa chỉ văn hóa trên quê hương Hoài An. Khu di tích lịch sử núi Chéo được khởi công xây dựng vào ngày 3 tháng 9 năm 2013 và đến tháng 12 năm 2015 đã hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục sân tổ chức lễ hội, nhà bia tưởng niệm, nhà khánh tiết kết hợp, nhà bảo vệ, nhà trưng bày, tường rào cổng ngõ, bia di tích trên đỉnh đồi, phục chế hai cửa hầm địa đạo và hệ thống giao thông hào trên đồi. Đường lên đỉnh đồi với 148 bậc cấp và các nhà chờ cùng các hạng mục như cây xanh, thảm cỏ, tổng vốn đầu tư xây dựng công trình hơn 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện và tài trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng nhiều nguồn tài trợ khác. Khu di tích lịch sử núi Chéo không chỉ là nơi để mọi người đến nghiêng mình tri ân theo đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, mà cảnh quan xinh đẹp, thiết kế sáng tạo, nơi đây còn trở thành một địa chỉ văn hóa, một điểm du lịch hấp dẫn của huyện Hội An. Vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn di tích núi Chéo, một địa điểm văn hóa ở Hội An. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.